Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Đây, hôm nay dụng cụ du lịch giới thiệu cho mấy anh chị và các bạn siêu phẩm đến từ thương hiệu Discovery nha mấy anh chị và các bạn. Thì nay là những ngày cận Tết rồi, sẵn hàng siêu phẩm vừa cập bến cho nên là giới thiệu cho anh chị và các bạn mình luôn. Đây, siêu phẩm Discovery ED nha anh chị và các bạn ha. Đây, ED 1-8x24R nha. Đó, kính siêu phẩm luôn. Đây, full giấy hướng dẫn khăn lao đầy đủ như mấy anh chị các bạn, full hộp có trong chó luôn. Đây, thông số kỹ thuật của sản phẩm đây nha anh chị các bạn ha. Mẫu này hàng hơi bị VIP luôn nha mấy anh chị các bạn. Chống sốc, chống nước đầy đủ hết nha. Anh chị các bạn nào cần thông tin thông số kỹ thuật nhìn đây nha. Rồi. Ok, bây giờ cho mấy anh chị các bạn coi sơ qua sản phẩm cái nha. Đây, kính xanh. Ok nha mấy anh chị các bạn, chỉnh tâm trên dưới bên đây trái phải. Mẫu này có hỗ trợ đèn tâm màu đỏ nha mấy anh chị các bạn. Đây, đèn tâm điểm đỏ nha mấy anh chị các bạn ha. Đó, tâm thắt kính nha. Ok, bây giờ quay ra ngoài trời cho mấy anh chị các bạn mình coi thử nha. Đây anh chị các bạn, đó, ngoài trời đây. Đây khi chưa đưa vô ống kính nha mấy anh chị các bạn. Đây, đưa vô ống kính này cho mấy anh chị các bạn mình coi. Đấy, nét căng luôn nha mấy anh chị các bạn ha. Đó, tâm này hơi bị dữ luôn nha mấy anh chị các bạn. Quá dữ luôn mấy anh chị các bạn ha, nét khủng khiếp luôn. Đó, đây hình ảnh thực tế, hình ảnh qua ống kính đây anh chị các bạn ha. Đó, ok nha anh chị các bạn nào đam mê thích dòng kính ED mini này thì alo em ngay lập tức nha. Đó, VIP vừa cập bến nha mấy anh chị các bạn. Đây, 0817 88482, hoặc là anh chị các bạn có thể nhắn qua Zalo 0901 980074 nha. Đó, siêu phẩm vừa cập bến, chỉ được vài cái thôi nha mấy anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào ưng thì gọi ngay nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị các bạn một năm mới bình an, Tết sum vầy hạnh phúc bên cạnh gia đình người thân nha. Xin chào và hẹn gặp lại.